Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Chợ Sắt Hải Phòng. Mình đang có ở đây là chiếc giá kẹp. Với chiếc giá kẹp này thì bạn có thể sử dụng để biến một chiếc máy khoan cầm tay thành một chiếc máy khoan bàn. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đi kèm với chiếc giá kẹp này, chúng ta có các cái lót nhựa khác nhau. Và một chiếc lục lăng để siết ốc. Bạn có thể sử dụng motor 775 hoặc một chiếc máy khoan bàn cầm tay. Ở đây thì mình đang có một chiếc máy Dremel 3000. Mình sẽ lắp nó vào cho các bạn xem. Bạn sẽ cho chiếc máy vào như thế này. Và sau đó thì siết ốc lại. Thì đây là kết quả sau khi mình đã làm xong. Mình sẽ dùng thử cho các bạn xem. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc giá. Nó có thể biến một chiếc máy khoan cầm tay thành một chiếc máy khoan để bàn. Đây là một thiết bị rất là hữu ích với những bạn làm thủ công. Vì nó khá là nhỏ gọn và có tính di động cao, bạn có thể mang theo bất cứ đâu mà bạn muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu thấy video hữu ích thì hãy like cũng như theo dõi kênh của Chợ Sắt Hải Phòng để có thể xem được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.